Chào các bạn, đây là nồi cơm điện tử CR0631F của thương hiệu Cuckoo, được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Cuckoo thì quá nổi tiếng và uy tín rồi. Tại Việt Nam, nồi cơm điện Cuckoo được đông đảo bà nội trợ ưa chuộng và tin dùng bởi độ bền cao, nhiều tính năng thông minh cũng như là luôn có những cải tiến mới đáp ứng nhu cầu người dùng. Chẳng hạn như chiếc nồi cơm điện này không chỉ nấu được cơm gạo trắng như mọi người vẫn ăn mà còn có thể nấu được cơm gạo lứt nảy mầm. Một loại gạo phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt tốt cho những người bị tiểu đường, người thừa cân, béo phì, v.v. Trong khi ít có nồi cơm điện tử nào trên thị trường có tính năng này. Các bạn biết không, Hạnh đã review rất nhiều nồi cơm điện rồi. Nhưng mà khi nhận nồi cơm điện này để trải nghiệm và review cho các bạn thì Hạnh thực sự rất ấn tượng với cách đóng gói kỹ lưỡng và cẩn thận của hãng Cuckoo. Nồi có màu trắng phối hồng, từng chi tiết trên nồi đều rất tinh xảo. Vỏ nồi được làm bằng nhựa cao cấp, cách nhiệt, cách điện. Ở cái nồi này thì có khay hứng nước thừa ở phía sau và khe cắm muỗng cơm ở phía bên hông nồi. Nồi này cũng gọn và nhẹ, có phần tay cầm được thiết kế ẩn như đáy nồi, cầm rất là vừa tay chắc chắn. Bảng điều khiển của nồi thì được thiết kế hiện đại, dễ nhìn, dễ dùng. Trải nghiệm thao tác nồi mấy hôm nay thì Hạnh thấy là bảng điều khiển này rất là dễ dùng, chỉ cần nhấn nhẹ là được. Chế độ My Mode này cũng khá thông minh, nó sẽ tự động ghi nhớ thời gian và nhiệt độ nấu mà bạn đã cài đặt trước đó cho lần nấu sau. Và nếu như lần sau các bạn có đổi ý thì mình chỉ cần chỉnh lại là được nhé. Trừ chế độ nấu nhanh Turbo thì chế độ My Mode này được áp dụng cho 6 chế độ nấu của nồi này luôn, như là nấu gạo trắng glutinous, gạo lứt nảy mầm gaba, gạo lứt, gạo trộn mix brown, nấu cháo porridge, hấp steam, nấu chậm slow cook. Trong đó theo Hạnh đánh giá thì chế độ nấu gạo lứt nảy mầm gaba là một trong những bước cải tiến rất hữu ích đối với người dùng. Cuckoo đã rất tinh tế phục vụ không chỉ cho tất cả mọi người mà còn đặc biệt chú ý đến việc đáp ứng nhu cầu nấu cơm gạo lứt nảy mầm của những người bị bệnh tiểu đường, thừa cân, béo phì, v.v. Thêm vào đó, tính năng hẹn giờ nấu cũng vô cùng linh hoạt, sẽ hỗ trợ tích cực cho những gia đình bận rộn, ít có thời gian cho việc bếp núc. Bạn chỉ cần chọn hẹn giờ nấu thích hợp khi đi làm vào lúc sáng sớm và khi chiều tối về đến nhà thì nồi đã tự động nấu. Hoặc bạn cũng có thể chọn hẹn nấu vào lúc trước khi đi ngủ. Và trong lúc bạn ngủ thì nồi cơm điện Cuckoo cũng đã tự động nấu. Và thật tuyệt vời khi buổi sáng thức dậy, bữa ăn của bạn đã sẵn sàng, giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Vì nồi này là hàng nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, nên các bạn có thể thấy trên bảng điều khiển có in rất to dòng chữ Made in Korea. Và các nút nhấn song ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Hàn rất ấn tượng. Giá mà chỗ này có thêm hàng chữ bằng tiếng Việt nữa thì hay quá. Nhưng không sao, các bạn cứ yên tâm, hãng Cuckoo rất chu đáo. Khi các bạn mua nồi cơm, sẽ được nhận kèm theo sách hướng dẫn bằng tiếng Việt rất dễ hiểu. Chỉ cần thao tác nấu cơm qua vài lần là các bạn sẽ nhớ ngay thôi. Trên nắp nồi cơm còn có nắp thoát hơi thông minh, lấy ra lắp vào cũng dễ, rất tiện để vệ sinh. Khi mua nồi cơm điện này thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm một muỗng súp cơm và một cốc đông gạo bằng nhựa BB. Một trong những điểm đặc biệt và nổi bật của nồi cơm điện Cuckoo này còn nằm ở lồng nồi nấu cơm này đây các bạn. Lồng nồi được cuộn từ nhiều lớp hợp kim nhôm phủ lớp chống dính, rất dày và bền, hấp thụ nhiệt nhanh nên nấu cơm ngon, mau chín và giữ ấm lâu lại dễ vệ sinh. Vì vậy mà chỉ những nồi cơm điện tử cao cấp như Cuckoo mới có mà thôi. Nồi nhỏ nhưng mà Hạnh cầm trên tay cảm giác rất nặng tay, chứng tỏ nồi xịn có khác. Lồng nồi thì có dung tích 1 lít thôi, rất phù hợp cho những gia đình có từ 2 đến 4 người. Nắp trong của lồng nồi này cũng đặc biệt dày dặn với hai lớp sáng bóng. Nồi nhập khẩu Hàn Quốc có khác nha. Nắp trong này có thanh mở nè, bạn chỉ cần nhấn nhẹ thanh mở này là lấy nắp trong ra được liền. Lắp lại cũng dễ dàng, rất tiện để vệ sinh. Phía dưới đáy nồi là mâm nhiệt cùng công nghệ nấu 3D, công suất là 580W. Gia nhiệt ba hướng từ đáy nồi, thân nồi và nắp nồi. Bên cạnh đó còn kết hợp với công nghệ Fuji Logic. Có thể hiểu nôm na là công nghệ này có thể giúp điều chỉnh nhiệt độ nấu và thời gian nấu phù hợp với từng loại gạo, từng món ăn. Nếu như bạn có lỡ tay cho nhiều nước khiến cơm hơi nhão, thì công nghệ Fuji Logic sẽ tùy chỉnh nhiệt độ ủ ấm lên, giúp cho cơm không nhão. Và tương tự, nếu cơm khô quá thì sẽ giảm nhiệt độ xuống. Nãy giờ nói suông nhiều rồi, bây giờ thì Hạnh sẽ mang chiếc nồi này đi nấu cơm để cho các bạn kiểm chứng thực sự chất lượng của nồi nha. Và Hạnh thấy là chế độ nấu cơm gạo mầm rất độc đáo, cho nên mình sẽ nấu cơm gạo mầm. Và Hạnh cũng đã chuẩn bị sẵn một ít gạo mầm bổ dưỡng rồi đây. Hạnh sẽ nấu khoảng một cốc gạo đi kèm với nồi này. Với loại gạo này thì Hạnh cho ngập nước khoảng 1cm. Trên thành nồi này cũng có các vạch để bạn tiện đong đếm gạo nước. Cắm điện xong thì Hạnh thao tác nấu cũng rất đơn giản nè. Khi nấu cơm,
lượng nước thừa sẽ bay hơi theo lỗ thoát hơi trên nắp và thoát ra ngoài, giúp cơm luôn ráo nước, mềm dẻo và bổ dưỡng. Ok, nồi cơm một tràng bíp bíp, báo hiệu cơm đã chín rồi nè. Như vậy là một cốc gạo mầm đi kèm với nồi này thì mình sẽ nấu trong vòng khoảng 80 phút. So với các công đoạn nấu gạo mầm thông thường thì bạn sẽ rảnh tay hơn để làm việc khác đó. Nấu cơm xong mà bạn chưa vội ăn thì cứ để chế độ giữ ấm nhé. Nồi có thể giữ ấm 12 tiếng khi cắm điện. Mà theo kinh nghiệm của Hạnh thì các bạn nên ăn cơm sau 15 phút và trước 8 tiếng khi giữ ấm, vì lúc này là cơm thơm ngon nhất. Còn bây giờ thì Hạnh nghĩ là mình nên để nồi khoảng 15 phút nữa rồi hãy mở ra hen. Bây giờ Hạnh mở ra mình cùng xem cơm nha. Cơm chín đều rồi nè, trông hấp dẫn quá. Hạnh xới như thế này cảm nhận là mùi hương gạo mầm rất đặc trưng. Hạt cơm mềm, dẻo, tơi đều, không bị bể nát, không bị dính vào nồi. Hạnh ăn cơm gạo mầm á, cảm nhận là vị cơm gạo mầm nó rất là thơm, ngon, mềm, có vị ngọt rất riêng. Mà đặc biệt là mình càng nhai càng cảm nhận được vị thơm ngon của nó. Ok, chế độ nấu cơm gạo mầm đã được kiểm chứng. Vậy vấn đề đặt ra tiếp theo là nếu như nồi cơm điện Cuckoo này nấu cơm gạo trắng như mọi người vẫn ăn thì cho chất lượng cơm như thế nào? Để trả lời trung thực và khách quan nhất cho các bạn thì trước đó Hạnh đã mang nồi này đi nấu cơm. Với một cốc gạo nấu chế độ nấu nhanh thì theo Hạnh quan sát nồi mất khoảng 20 phút nấu chín cơm. Cơm chín đều, chuẩn cơm nhà nấu luôn đó. Khi mình xới lên thì cơm tơi đều, cơm không hề bám dính vào thành nồi hay đáy nồi nha. Chứng tỏ là lớp chống dính của nồi này xịn đúng như hãng Cuckoo công bố. Tóm lại, đánh giá của Hạnh sau hơn một tuần trải nghiệm nấu cơm bằng nồi cơm điện nhập khẩu Hàn Quốc này thì với giá như thế này và chất lượng này thì là nồi cơm này quá được luôn đó các bạn. Hạnh đặc biệt đánh giá cao chức năng nấu gạo lứt nảy mầm. Nếu như gia đình bạn quan tâm đến sức khỏe hay trong nhà có người bị tiểu đường, người đang trong quá trình giảm cân vân vân, hay đơn giản là các bạn chỉ muốn có một chiếc nồi hiện đại thì có thể cân nhắc mua ngay chiếc nồi này để tận hưởng những tính năng ưu việt của nó cũng như là có được những bữa cơm thơm ngon, bổ dưỡng cho gia đình mình nhé. Hy vọng là qua phần chia sẻ vừa rồi, Hạnh đã giúp bạn có thêm sự lựa chọn. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại.